Em Thành xin được kính chào toàn thể quý chị và các bạn. Chào mừng quý chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của em. Và ngày hôm nay em Thành lại vừa mới về một chiếc Mercedes GLC 200 2019 model của 2020 nhé quý chị nhé. Và quý chị mua chiếc xe này thì lãi ngay được khoảng 100 triệu bởi vì cái model này là hoàn toàn mới luôn quý chị nhé. Đấy, model của 2020 và đây quý chị đây nhìn xem này, mới hoàn toàn luôn nhá. Đó. Hiện tại chiếc xe này của em thì mang biển kiểm soát thành phố, đã lăn bánh được 2,7 vạn mai, nó khoảng hơn 4 vạn km một chút. Đấy, và chất xe của chiếc xe này ấy, thì lại rất là mới luôn. Đó. Rồi, quý chị cùng em xem là một vòng quanh xem là nó còn những gì nhá quý chị nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cụm đèn LED này. Đấy, đèn full LED này, hai tầng, hai LED full LED high performance nhá quý chị nhá. High performance, cụm đèn khá là hay. Khá là xa, sáng khá là xa của nhà Mercedes. Rồi cũng có một mặt ca lăng to này, có logo 3D ở chính giữa này, hai thanh nan ốp mạc chrome này, đó, rồi là những cái chi tiết ốp mạc chrome nữa ở phần phía dưới xe rất là đẹp, 6 cảm biến trước này, 6 cảm biến sau, đó, rất là đẹp luôn quý chị nhá, màu đỏ này và nội thất là màu đen nhá quý chị nhá. Lốp này thì theo xe cả dàn. Lốp theo xe cả dàn luôn quý chị nhá. Xe mới chạy có 4 vạn km nên quý chị không phải lo về cái vấn đề là đến lốp đâu. Đó, và lốp còn rất là dày luôn quý chị nhá. Lốp còn rất là dày. Đấy, quý chị có thể đi được lên loanh quanh 4-5 vạn nữa thoải mái luôn. Đó, cũng có đèn xi nhan tích hợp lên gương này. Đó, xe này thì bên em mới về được 2-3 hôm nay thôi, cũng chỉ có đánh bóng spa lại thôi, dọn dẹp lại thôi chứ không phải làm gì nhiều đâu ạ. Không phải làm gì nhiều. Rồi, quý chị cùng em ra sau này. Đây cũng là cụm đèn full LED mới hoàn toàn của nhà Mercedes luôn nhá, của form mới này luôn. Có ốp mạ chrome của phần body sau. Rồi có ống xả nằm ở hai bên. Đây phần cốp của chiếc xe này, cốp là cốp điện rồi. Đây là phần cốp của chiếc xe này, rất là mới luôn quý chị nhá. Và cốp thì rất là rộng luôn, cốp rất là rộng. Đây, ở phiên bản form mới này thì chúng ta sẽ có lốp dự phòng. Ở phiên bản 2019 form cũ thì sẽ không trang bị lốp dự phòng nhá. Đó, lên form mới thì mới trang bị và lốp này thì còn chưa hạ luôn. Đây, tất cả còn vạch đánh dấu của nhà máy luôn nhá quý chị nhá. Tất cả những cái đồ kích gầm, kích lốp để thay lốp đều còn theo xe nguyên và vẫn còn hai chìa khóa nhá quý chị nhá. Đó. Xe này thì bên em sẽ cam kết cho quý chị là xe không đâm đụng, không gầm nước, không tranh chấp, không bật nguội quý chị nhá. Đây, quý chị có thể vào phần nội thất cho xem nha quý chị nhá. Đó, quý chị có thể nhìn xem cái nội thất của chiếc xe này này, rất là mới luôn quý chị nhá. Có bệ tỉ tay này. Đó, rồi là khay để cốc luôn quý chị nhá. Đây, một cái hộc nho nhỏ này. Đây khay để cốc này. Đó, rất là tiện nghi luôn quý chị nhá. Đây, quý chị có thể nhìn thấy cái nước da của chiếc xe này nhỉ. Đó, da rất là mới luôn và không có nhăn nheo hay là bị bong chóc gì cả. Đấy, rất là mới luôn, nội thất màu đen. Và chủ xe đã lên là một bộ thảm mới hoàn toàn rồi. Đấy. Như là lên đằng trước cho xem nhá quý chị nhá. Đó, đây, em sẽ để nổ máy lên một chút cho quý chị xem này. Đó, tiếng máy nghe thì cũng khá là êm. Đây, màn hình mới này quý chị này. Màn hình mới này, có Apple CarPlay này, Android Auto này, rồi kết nối Bluetooth này. Đó, dẫn đường, Google Maps. Đấy, rất là nhiều option. Đây là cái số km hiện tại. Đó, số km đây, 2,7 vạn mai, nó khoảng 4 vạn km. Và thực sự mà nói chiếc xe này chủ xe rất là giữ gìn luôn quý chị ạ. Chủ xe rất là giữ gìn. Đây, ốp gỗ bóng này, đấy. Ốp gỗ bóng này rất là đẹp. Đây, ốp này. Đó. Ốp này. Rất là đẹp luôn và rất là mới. Đây ghế phụ này. Còn rất là đàn hồi rất là tốt luôn. Đấy, rất là đẹp luôn chị nhá. Đây có một cái hộc để đồ nữa này. Đó. Rồi, có trang bị là điều hòa hai vùng độc lập. Đó. Điều hòa hai vùng độc lập. Rồi, em ở chiếc xe này thì sẽ có trang bị là thêm là nhớ bài vị trí ghế và ghế chỉnh điện. Đây em sẽ quay một chút về phần nội thất cho quý chị xem nhá. Đây, về phần khoang máy này. Đây, quý chị có thể nhìn thấy này, nó rất là mới luôn. Và chiếc xe này thì em chưa cho dọn khoang máy nha quý chị nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn quý chị nhá. Đây,
vẫn còn bụi bụi nguyên nhá. Và sau cái video này thì bên em sẽ cho dọn dẹp khoang máy cho nó sạch sẽ hơn một chút để cho quý anh chị xem nó sẽ được hoàn mỹ hơn. Đấy, đây quý anh chị nhìn thấy này, đấy, các cái phần đầu răng đầu ghiếc này, rồi là phần keo chỉ này, tất cả mọi thứ luôn nhá quý anh chị nhá. Đấy, bên em đều sẽ có cam kết cho anh chị, và quý anh chị có thể đi check test đấy, bất kỳ đâu cũng được. Đấy, bất kỳ đâu check test thoải mái. Đây cái phần ốc nắp capo này, đấy còn zin nguyên, chưa có dấu hiệu là tháo ra luôn nhá quý chị nhá. Máy móc tất cả mọi cái đều là nguyên bản hết. Đấy, và bên em chỉ có là bây giờ chỉ có đi dọn dẹp khoang máy các thứ thôi là xong. Đấy rồi, và em xin nhắc lại một chút về chiếc xe này của em. Thì ở đây là chiếc Mercedes GLC 200 được sản xuất và đăng ký năm 2019, model của 2020 nhá. Và hiện tại chiếc xe đã lăn bánh 2,7 vạn mai, à 4 vạn km. Em Thành, à chiếc xe này thì mang biển kiểm soát thành phố nhá. Biển kiểm soát thành phố thì quý chị mang, nếu mà ở Hà Nội thì sẽ về tên Hà Nội, không mất 20 triệu tiền biển. Đó, và em Thành đang chào bán lại cửa hàng là 1 tỷ 330 triệu. 1 tỷ 330 triệu, giá cả thì vẫn còn thương lượng quý chị nhá. Quý anh chị nào mà đang quan tâm chiếc xe này, vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo số like ở màn hình nhá, để thương lượng về giá cả cũng như biết thêm thông tin chi tiết rõ hơn về chiếc xe này. Và em xin nhắc lại là xe em có cam kết cho anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không tranh chấp, không phạt nguội, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Đó. Và có thể quý anh chị có thể đi check test bất kỳ đâu tại một bên thứ ba. Đấy, của hãng này hay bất kỳ một cái gara nào. Đó, check thoải mái nhá quý chị nhá. Đó, rồi, và em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý chị đã quan tâm đến video của em. Hẹn gặp lại quý chị vào những video tiếp theo ạ.